Rồi đối với câu 49, đề số 5, thì bây giờ thầy sẽ biến đổi cái phương trình đầu tiên này trước bằng cách là thầy có thể dùng máy tính đi. Thầy dùng máy tính cho nó nhanh ha. Thầy sẽ vô chức năng là mode 2 này. Thầy sẽ nhập toàn bộ cái phương trình vô trong 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 máy tính mode 2 ha. Thì nhớ là khi mà mình nhập thì mình chuyển hết về một vế nhé. Lấy vế trái từ vế phải cho thầy. Cụ thể này, 4. Con Z thì mình nhập là X ha. Còn con Z liên hợp thì mình sẽ vô option 2 của X. Rồi, đóng ngoặc lại, trừ cho 15Y. Rồi, thầy trừ cho vế bên phải này, trừ Y, mở ngoặc ra X cộng cho option 2 của X, trừ cho 1, mũ 2. Rồi, thầy nhớ lưu ý là bây giờ thầy sẽ can. Thì can con số là 1000 cộng 0,01Y. Để cho các bạn dịch cái kết quả này ra, các bạn khỏi cần phải biến đổi. Thì nó sẽ ra con số này. Thì lưu ý là đối với con số này nè, thì các bạn đừng quan tâm đến cái dấu của nó. Các bạn không quan tâm đến cái dấu của nó, các bạn chỉ cần quan tâm đến cái trị số của nó mà thôi. Cụ thể ha, là 399605,92. Rồi bây giờ thầy sẽ dịch như thế này. Thì các bạn lưu ý là ở đây là mình sẽ cho con A của mình ấy. Thầy can là 1000 cộng cho 0,01Y thì nghĩa là gì? Nghĩa là cái con A của mình là bằng 1000, tức là 10 mũ 3. Và con B của mình là bằng 0,01. Đấy. Thì bây giờ thầy sẽ cố gắng thầy quy cái dãy này, cái dãy số này về con A và con B. Thì đây thầy nhận thấy là con số này nó gần bằng 4 triệu, tức là 4 nhân 10 mũ 6. À, nó sẽ gần bằng 4 nhân 10 mũ 6. Như vậy đây thầy sẽ làm tròn 4 nhân 10 mũ 6 thì trừ. À, thì trừ cái gì? Thì đây thầy sẽ lấy 4 triệu ha, 123 123 trừ 3996015.92 thì nó sẽ ra là 398408 3984,08. Thì cái con 4 nhân 10 mũ 6 này chính là con 4 lần A bình ha. Rồi tiếp tục này. Còn con số lẻ phía sau này 389408. Nếu bạn nhận thấy con số này nó gần bằng 4000, vậy đây thầy sẽ xử lý là thầy lấy 4000 thì trừ cho. 4000 trừ thì sẽ ra được là 15,92. Nghĩa là cái chỗ này thầy sẽ ghi là 4000, tức là 4 nhân 10 mũ 3 này cộng cho 15,92. Đấy. Thì con số 4 nhân 10 mũ 3 này thì thầy có thể thay là bằng A rồi. Tại vì 4 nhân 10 mũ 3 là bằng A, nhưng mà chỗ này thầy sẽ là trừ 4A. Đấy. Tiếp tục còn tương tự như vậy, con số 15,92 này thì thầy thấy nó gần bằng 16, vậy đây thầy sẽ ghi là thành là 16 trừ cho 15,92 thì sẽ ra được là 0,08. Vậy chỗ này thầy sẽ ghi là thành 16 trừ 0,08. Mà các bạn ở đây. Rồi. Thì đây thầy dịch tiếp này. Từ đây đến đây là thầy giữ nguyên ha. Rồi, 0,08 này thì các bạn nhớ lưu ý là B của mình là 0,01, vậy 0,08 thì sẽ là bằng 8 lần B. Và các bạn cho cái biểu số này bằng 0 thì thầy là được. Ha. Và đây thầy rút gọn được thì thầy sẽ có được là 2 lần B sẽ là bằng 2B sẽ là bằng A mũ 2 trừ A cộng cho 4. Đấy. Như vậy thầy đã biến đổi xong cái phương trình đầu tiên. Bây giờ đến lượt cái module của 2Z trừ 1 cộng Y đạt giá trị nhỏ nhất. Và đến đây thì chắc là mình sẽ dùng công thức thôi. Mình dùng công thức cho nó gọn. Thì ở đây Z của mình là bằng A cộng BY mà. Như vậy cái module này nó sẽ là bằng căn bậc 2 của 2A trừ 1 mũ 2 cộng cho phần ảo bình phương, tức là sẽ là 2B cộng 1 mũ 2. Rồi. Thì ở đây có cái căn thì các bạn có thể bỏ, các bạn bình phương hai vế đi. Bình phương hai vế đi để mất cái căn cho nó dễ làm. Thì các bạn lưu ý là cái biểu thức đầu tiên, cái bình phương đầu tiên thì thầy không triển khai nữa. Còn cái thứ hai thầy thấy 2B
vì 2b ở trên 2b bằng a bình trừ a cộng 4, nên thầy thế vào phía dưới thì thầy sẽ có được là a bình trừ a cộng 4 rồi cộng thêm cho 1 nữa. Được. Rồi, ở đây đề bài người ta cho là cái module này đạt giá trị nhỏ nhất, nghĩa là cái module bình cũng đạt giá trị nhỏ nhất luôn. Vậy đây thầy sẽ chạy table đi, thầy chạy table đi ha. À, mốt 8 nha, thầy nhập vô cái hàm số của mình là 2x-1. Mũ 2 cộng cho x mũ 2 trừ x cộng 5. Rồi. Thầy chạy table ha. Thì nhớ nè, ở đây trong cái khoảng này thì mình không biết khoảng như thế nào, thì đây thầy cho chạy từ trừ 9 đến 9. Step của thầy là 0.5 ha. Rồi bây giờ thầy sẽ tìm cái giá trị nhỏ nhất của nó. À, thầy nhận thấy là có vẻ con 0.5 này, con x bằng 0.5 thì nó đạt giá trị nhỏ nhất. Vậy để cho chắc chắn một lần nữa thì thầy sẽ chạy table một lần nữa với cái khoảng chia của mình nhỏ hơn. Thì hồi nãy x của mình là 0.5, vậy đây thầy sẽ lấy là chạy từ 0 đến 1 đi, trước con 0.5, và step của mình nhỏ hơn 0.05, để thầy coi thử giá trị nhỏ nhất của nó có thật sự là ngay tại x bằng 0.5 hay không. Chính xác rồi, chính xác là x của mình bằng 0.5 thì cái module bình này nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất, nghĩa là cái module nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất ha. Như vậy đến đây thì thầy sẽ suy ra được đó là a của thầy là bằng 1/2, và thầy sẽ thế vô con b, thầy thế vô con cái chỗ này, thầy thế vô 2b này đó, thầy sẽ tính được con a, à, thầy tính được con b cụ thể ha. Con số này 0.5 mũ 2 trừ 0.5 cộng cho 4 chia cho 2 thì ra được là con b của thầy sẽ là bằng 15/8, b bằng 15/8. Đến đây thì thầy sẽ thế vào cái biểu thức b, và thầy bấm máy tính thôi. Cụ thể này, 40 nhân cho a của mình là 0.5 ha, cộng cho 8 lần b, 15 chia 8 nó bằng 2020. Mình sẽ chọn đáp án là câu a, 49a.